Steak làm theo kiểu Mỹ nè bạn, rất là ngon. Xương bò nướng nè, xương bò bít tết, ngon chưa? Bánh mì nè, khoai lang ăn với bơ, salad nè. Mình mới mua miếng thịt bò bít tết mà nó có xương nữa bạn. Mình rất thích cái loại bò này, rất là ngon, là mềm luôn. Đó, hôm nay mình một tảng này luôn để dành ăn. 77 đồng nè. Đó, mình rất thích ăn bò này. 9 đồng 99 một phao. Cái này hết 7 phao mấy? 7 phao 7. Đó, hết 77 đồng 12 cent. Các bạn ha. Rất là ngon luôn. Nè thịt nè. Mua một tảng nó luôn. Đó. Vậy mình nạp nó ra. Mình sẽ cắt cái mỡ này bớt bỏ đi. Rồi hôm nay mình sẽ làm bò bít tết. Nè, có cọng xương sườn nè. Mình rất thích ăn bò kiểu này các bạn. Nó có cọng gân, cọng mỡ nè. Nên mình làm bít tết rất là ngon luôn. Này mình mua ở khu G các bạn. Giờ mình lóc bớt cái phần mỡ này bỏ. Nó có một xí mỡ nè. Nó có một áo mỡ như thế này nè, khi mình chiên áp chảo các bạn. Nó ra cái phần mỡ nên giúp cho cái thịt béo, với lại nó không có bị khô. Mỡ không có nhiều, chỉ có phần mỏng ít thôi. Cái bò này mình khi mình ăn ở Texas Roadhouse bạn, họ bán một phần á 20 mấy đồng, 29 đồng một phần bò bít tết các bạn. Làm từ bò này nè, bò có cọng xương này nè. Làm bát tết hoặc là mình nướng. Nướng giống như nướng sườn, mình ăn tôm sườn rất là ngon các bạn. Bạn mình thì ăn phần thịt, còn cái phần xương, cái phần sườn á, bạn mình không có thích ăn, cho nên mình thích ăn cái phần sườn. Bạn tặng bò cái mình đã lóc mỡ hết rồi nè. Đó. Bây giờ mình sẽ thái nó ra. Được mấy đồng? 1 2 3 cộng sườn. Rất là dày luôn các bạn. Một miếng này bự lắm, một mình ăn không hết đâu. Nó dày nó. Nó bự là dày lắm. Đây một miếng nè bạn. Đó, đây là miếng sườn bò nè. Rất là ngon luôn. Đã chưa? Đã lóc xong bạn, để cho mình được bao nhiêu miếng nè. Một miếng như thế này, bự nè. Rất là bự luôn bạn. Một miếng nè. Hai miếng nè. To dễ sợ, miếng này hai người ăn luôn á. Ba miếng nè. Có xương á. Bốn miếng nè. Năm miếng nè. Mấy miếng này mình lóc
mà nếu mà góc cái xương ra, vì cái cọng xương này bự quá cho nên không có cắt ra được, cho nên mình lóc cái phần thịt nè, phần thịt mà cho bạn mình ăn nè, thịt không nè, sáu nè, được 7 miếng, tính ra một miếng 10 đồng, 7 miếng 70 đồng đó. Cục xương nè, xương này để mình hầm mình nấu súp nè. Mình chỉ lấy 2 miếng để mình ăn buổi tối hôm nay thôi, còn cái này mình sẽ chia phần, mình có lót mà mỗi lớp vậy nè, mỗi một cái lớp gì là 2 miếng để mình ăn dần, để mình bỏ tủ đá, bỏ tủ lạnh trước để mai mình ăn tiếp nữa, mình chia rằng nó dễ lấy. Xin này đang ngồi chờ cho Daddy nó về kìa. What are you waiting for, Sunny? Nó canh đúng giờ lắm các bạn, cứ bơ, cứ 5 giờ mấy á, khoảng 5 giờ mấy là nó ra nó canh à. Bữa nào mà về trễ 6 giờ mấy á, nó cứ chạy tới chạy lui cửa sổ nó ra canh hoài à. Thế cửa gara nó canh. He's coming! He's coming! Hurry up! Hurry up! Open the door! Open the door! Cửa nó chợ không có, chạy qua cửa đây. Gần nó dán cửa sổ. No! Lần sang. That way! Yeah, he coming that way. Nó chờ cửa này lâu quá không thấy, nó chạy qua cửa khác, nó đợi ra cửa chính. Mình đang luộc trứng nè. Chừng tí làm salad. He coming? No? This way, another way, another. Tội nghiệp dễ sợ. Mỗi lần mình đi làm về nó cũng chờ các bạn, nó canh đúng ai giờ nào về nó canh đúng giờ nó ra nó ngồi nó đợi vậy đó. He coming. He coming. He coming. He runs to the cow. Receipt, receipt. Okay. I'm coming. In a minute. Chờ đó. Crazy girl. Bà phải test với lại cái khoai tây nè, với phải khoai tây này mình nướng tí, mình bỏ phô mai vô. Nó thì sẵn tiện mình sẽ chia sẻ bằng cái cách để mình là nướng phô tây cho nó nhanh các bạn. Bình thường nếu khoai tây mình luộc á mà củ to như thế này, mình bỏ vô mình luộc với chừng nào cả nửa tiếng mới chín. Trong khi đó mình bỏ vô microwave như thế này, mình rửa sạch, xong mình lấy cái khăn ướt, mình chùm nó lại vậy nè, cho nó có cái độ ẩm á, nó không bị khô. Đó, mình chỉ quay đây là 6 phút là xong các bạn. 6 phút là nó chín rồi, rất là nhanh luôn. Bây giờ bắt đầu mình áp chảo cái steak này các bạn. Mình không cần dùng dầu các bạn nhé, để cho chảo thật là nóng á, cái mình cho cái bò này vô nè, mình áp chảo cho nó cháy vàng hai mặt xong á.
Khi nào nó vàng cháy hai mặt xong mình hãy cho một tí bơ vào. Củ hành này tí mình bò xong mình cho hành này nè, mình cháy sơ cho nó thơm, mình để lên mặt làm topping. Thì bít tết mà làm theo kiểu Mỹ là mình không có ướp gia vị gì các bạn, để nguyên vậy đó. Xong mình có cái gia vị của nó nè. Cái này giống như muối tiêu thôi, chỉ là muối tiêu thôi. Xong mình rắc lên hai mặt của miếng bò, mình áp chảo nó là nó thấm gia vị rất là thơm. Chảo nóng rồi, giờ mình sẽ cho nó vào nè. Đó là miếng của bạn mình, con này của mình nè. Mình có cái xương. Mình rắc cái muối tiêu lên cái mặt vậy nè, là nó tự nó thấm như luôn. Chút mình chở mặt mình rắc thêm một lần nữa. Áp chảo là mình phải cho lửa thật là cao các bạn nhé, cho thịt bò nó rất là ngon chưa, nó không có bị dai, nó bị chín giống như tái thôi, nó rất là ngon. Xong cái mình rắc thêm một mặt này nữa. Đó, rất là ngon luôn các bạn. Mình có mua cái loại thay mì que, bánh mì que nè các bạn, rất là ngon luôn. Bơ tỏi, giờ mình sẽ nướng. Sau khi nó vàng hai mặt xong mình cho bơ vào đây mình chiên nó cho nó thơm. Rất ngon chưa. Cái món bơ rất là thơm. Đó, nó xính rồi, giờ mình cho củ hành này vào. Mình xào củ hành này cho nó thơm, chín. Rất ngon các bạn. Chín rồi các bạn. Mình chiên nó vừa tái thôi, rất là ngon. Này xào cho chín mình cho lên mặt. Salad thế này, salad mình mua gạo họ có sắc sẵn cho mình thôi, về mình cứ cho nước sốt vô thôi. Đợt này cũng nhiều bạn, 2 đồng mấy á. Xong sau đó xong mình có chi nè, mình cho chi lên. Salad mình cho chi vô ăn rất là ngon các bạn. Xong mình cho trứng gà thêm đó nè, trứng gà mình luộc mình cắt thật là ủi mình cho lên. Xong cho dressing lên, mình thích ăn ren, mình thích ăn ren nè, cái hiệu này các bạn, hiệu ren này ăn mình ăn salad rất là ngon. Còn bạn mình thì thích cái loại honey mustard. Tiêu. Tí hành phi. Khoai tây cũng đã chín rồi đó bạn.
nóng. Tay mình chẻ nó ra nè các bạn. Còn của mình thì mình ăn phai, mình thích ăn phai hơi đỏ rồi, phai rang. Cho cái bơ. Mình thì mình thích ăn cinnamon butter, ăn phai tây, ăn với phai phai lang này rất là ngon các bạn. Nó ngọt ngọt béo béo rất là ngon luôn, ngon hơn mình cho bơ. Phai tây thì mình phải cho chi lên nó mới ngon. Xong các bạn, salad cũng đã xong rồi. Này này ổn. Này cho nước sốt nè, để chấm steak nè. Xong buổi tối hôm nay nè, steak ăn kèm với bánh mì que với lại khoai tây nè, khoai tây nướng, bơ phô mai, salad nè. Cũng mà mẹ mình ăn bánh tết. Đây steak làm theo kiểu Mỹ nè bạn, rất là ngon. Xương bò nướng nè, xương bò bít tết ngon chưa. Bánh mì nè, phai lang ăn với bơ, salad nè. Mời mọi người ăn tối nha. Biết steak. Em bảo nó vừa tái vừa chín tới nè. Medium rare. Rất là ngon các bạn. Chấm vào cái nước sốt này nè. Bò miền rất là ngon ạ. Bì Mỹ Bôn trà. Bì mình đánh nhẹ hiệu quả cũng ok. Vị que nè, bơ tỏi rất là ngon á. Đây được. Đi lấy được.
có bơ, ý là có phô mai với có trứng, ăn béo rất là ngon. Tết này mình chiên ấp chảo hai mặt á, nó cháy xém vàng, ăn ở bên ngoài nó giòn giòn thơm thơm, ở bên trong cũng vừa chín tới rất là ngon. Này là khoai lang. Khoai lang ăn với bơ cinnamon đó. Rất là ngon. Béo, ngọt. Cái khoai lang các bạn, khoai lang mình nướng hoặc là hấp lên xong các mình cho cái bơ cinnamon vô ăn rất là ngon. Rất là thơm. Tất cả các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Candy. Bye bye. Chúc mọi người cùng gia đình một buổi tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình các bạn nhé. Bye bye. Bye bye.